Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin giới thiệu cho các anh chị và các bạn dự án Thảo Điền Green, một dự án có địa chỉ tại 192 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư bất động sản SIC làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn quản lý dự án là Savills, ngân hàng bảo lãnh là Vietcombank và Indovina. Đơn vị tư vấn thiết kế ý tưởng B+H Architect, đơn vị thiết kế kiến trúc Haiyan Design Construction, thiết kế cảnh quan Land Art, thiết kế nội thất TTID Design Build Contractor, đơn vị thi công Central Cones. Thì dự án có diện tích xây dựng công trình là 4.967 m² với mật độ xây dựng là 40%, chiều cao công trình tối đa 99,95 m, số lượng tầng là 25 tầng nổi và 2 tầng hầm, số lượng căn hộ là 204 căn hộ bao gồm các căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ. Với các loại diện tích là một phòng ngủ 55 cho tới 61 m², hai phòng ngủ từ 83 đến 88 m², ba phòng ngủ từ 108 đến 130 m², và có 4 căn hộ duplex penthouse với diện tích là 323 m² cho tới 400 m². Trước mặt các anh chị và các bạn đó chính là quang cảnh công trình xây dựng hầm móng của dự án Thảo Điền Green. Và quang cảnh xung quanh là toàn khu vực Thảo Điền, phường Thảo Điền của chúng ta được bao bọc bởi dòng sông Sài Gòn xanh mát. Hiện chủ đầu tư đang nhận booking với số tiền là 200 triệu cho mỗi booking và mỗi khách hàng chỉ được book tối đa 3 booking. Thì dự kiến là sẽ mở bán vào tháng 9 năm 2021. Mà dự án của chúng ta đã hầu như sắp xong phần hầm móng. Và đặc biệt là dự án Thảo Điền Green là một trong những dự án vô cùng hiếm hoi với pháp lý hoàn chỉnh. Đã có quy hoạch 1/500 và giấy phép xây dựng hầm móng. Dự kiến là sẽ trong vòng vài tháng nữa là chúng ta sẽ được ký hợp đồng mua bán, nếu mà các khách hàng nào có nhu cầu sở hữu. Xung quanh dự án được bao bọc bởi con sông Sài Gòn xanh mướt và dự án của chúng ta không bị chắn bởi những cái quang cảnh phía trước hay là những tòa nhà lân cận, mà vì khu vực Thảo Điền của chúng ta thì anh chị thấy là đa số là biệt thự và các căn nhà phố liên kế, hầu như rất là ít những căn tòa cao ốc chung cư. Thì sát bên của dự án chúng ta đã có hiện hữu dự án là Side Sea Riverside. Dự án của chúng ta có 204 căn hộ và các căn shop house ở tầng trệt. Chúng ta có hai hầm, các tiện ích thì sẽ được bố trí từ tầng trệt cho tới tầng 2, 3 và các căn hộ từ tầng 4 cho tới tầng 23 và các căn penthouse duplex sẽ là từ tầng 24 cho tới 25. Hiện trong dòng những năm gần đây, khu vực Thảo Điền Green rất là hiếm những dự án căn hộ sẽ mọc lên nơi đây. Thì Thảo Điền Green được xem là dự án căn hộ hạng sang duy nhất ở khu vực Thảo Điền cho tới thời điểm hiện tại, vì tất cả những dự án khác hầu như vẫn chưa có giấy phép và vẫn chưa biết cái thời gian nào sẽ triển khai. Và đặc biệt những cái thiết kế của Thảo Điền Green có sự uốn lượn hài hòa với dòng sông xanh và mỗi một tầng chỉ có 10 căn thôi các anh chị, và gồm có 6 thang máy, trong đó có một thang phòng cháy chữa cháy, một thang chở hàng và 4 thang căn hộ, bố trí cho 10 căn hộ.
đó là những cái tiện ích của bên trong của chúng ta thì có khá là nhiều, đáp ứng hầu như đầy đủ hết cho 204 căn hộ nơi đây. Ngoài ra khu vực Thảo Điền là đã có những cái khu dân cư hiện hữu và có các trường quốc tế xung quanh. Cách dự án của chúng ta nhà ga Metro Depok Thảo Điền tầm khoảng 1,5 km. Các căn hộ của chúng ta được bao bọc bởi những cái kính và rất là hạn chế những cái bức tường. Khách hàng sẽ có hầu như chọn cái view nhìn về phía sông hoặc là về phía Landmark 81. Dự án được xác định là căn hộ hạng sang và sẽ được bàn bao giao những cái tiêu chuẩn cao cấp nhất cho khách hàng. Các anh chị nào đang quan tâm về dự án Thảo Điền Green vui lòng liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655 qua sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp để tư vấn thêm cho các anh chị và các bạn. Các anh chị hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại trên. Hiện bây giờ là đang nhận booking và đặc biệt chỉ cho 200 booking đầu tiên sẽ được miễn phí 3 năm phí quản lý và được chiết khấu 2% trong buổi mở bán sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Khoa sẽ cập nhật tiến độ thường xuyên hơn.